Vâng này, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật bãi nhé. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976 2330. Đó, thì số điện thoại bên em có sử dụng Zalo. Bên em bán thì có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Và giao hàng toàn quốc miễn phí ship hàng. Đấy. Bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Thì cái lô này sẽ gồm có rất nhiều máy, mấy con Echo đẹp này, mấy con Makita nòng đứng rất là đẹp nhé. Đấy, cho các bác cắt gia đình, cắt khai thác. Đấy. Rồi. Em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Chi tiết nhé, giới thiệu nhanh. Các bác mua hàng với em cái sản phẩm theo kèm sẽ cùng có cái rũa và cái tuýp nhé. Rồi, đầu tiên là giới thiệu cho anh em con DI1 nhé. Con DI1, con này là máy của Tanaka này. Con này là máy của Tanaka nhé. Con này là 33cc. Con này là 33cc. Thích hợp cho anh em cắt gia đình. Cắt gia đình, cắt leo trèo, cắt cành, cắt củi gia đình nhé. Đấy, con này hệ gia đình. Đó, con này có trợ lực này, có trợ lực nhá. Có bơm xăng phụ, cái bơm xăng phụ này rách cái núm bơm xăng thì bác nào chốt con này em sẽ lắp cái núm bơm xăng cho bác nhá. Đó. Máy không cần núm bơm xăng nổ ngon lành luôn. Máy rất là đẹp, các bác nhìn hình thức máy rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. Làm con này làm 35 này, xích là xài xích chuột nhá, xích là xài xích chuột có trợ lực luôn. Rất là đẹp, công tắc nằm ở đây nhá. Ốc á của nó này các bác nhìn này, ốc bảy màu luôn. Đó, rồi. Trọng lượng của máy này. Trọng lượng của máy là đi 4 cân 2. Đó. Con này xài xích chuột nhá các bác nhá. Ok. Test nổ cho bác con số 1 này. Chỉ là 1.6 triệu bao phí ship cho bác nhé, bao phí ship tận nhà cho anh em luôn. Rất là đẹp. Rồi con số 2 này, số 2 con đến từ thương hiệu Hitachi. Con này thì dành cho các bác nào cắt gia đình, cũng là con cắt gia đình cho các bác chuyên leo trèo nhé, chuyên leo trèo. Con này lam của nó này, lam của nó làm Oregon nhá, lam của nó làm Oregon. Không, con này làm 30 này, à 35 nhá, xích là xài xích chung 91. Có hàm rồng cho bác nhá, có hàm rồng nhá. Rất đẹp. Con này có bơm xăng phụ này. Có bơm xăng phụ này, có trợ lực nhá. Đấy. Con này là 35cc, có thắng xích luôn, một con tay cụt. Có thắng xích nhá. Đấy. Có thắng xích cho anh em luôn. Máy rất đẹp, con này máy đẹp 90% luôn, bơm xăng phụ đây này. Công tắc nó nằm ở đây nhé các bác nhé. Và trọng lượng nó rất là nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng thôi. Trọng lượng là 4 cân. 4 cân nhé. Ok, test nổ cho bác đây. Rất là bốc nhá. Con này giá chỉ được 1.7 triệu thôi, con số 2 DI2. Rồi tiếp theo. DI3 nhá, DI3 là con cưa đến từ thương hiệu Makita, con này là sản xuất tại Đức nhá, xuất sang thị trường Nhật Bản. Con này thì máy khá là đẹp, Makita 3440. Con này là 34cc này, nòng tầm 38 ly các bác nhá. Hàm rồng có này. Đấy, máy rất là đẹp, con này máy đẹp xuất sắc luôn, các bác nhìn cái bồ nó này. Lam con này lam 35, xích là xài xích chung 91. Lam của nó này, nó hơi bẩn cái tí lớp dầu đây thôi, chứ còn lam rất là đẹp nhá. Đấy, em không bận quá không lau qua được. Con này thì nòng đứng, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, thích hợp cho anh em cắt gia đình, cực kỳ vip luôn. Đặc biệt con này thì nó thích hợp cái van xả áp này. Khi các bác khởi động, đóng van xả áp vào rất là nhẹ nhàng, rất là vip luôn. Những cái dòng có van xả áp này, chạy thì bao ngon luôn, bao hệ luôn các bác nhá. Con này trọng lượng của máy nhá, trọng lượng của máy chỉ là 4 cân rưỡi thôi, quá là nhẹ nhàng, màu đen rất là chắc chắn luôn. Ok, test nổ cho bác nhá, test nổ cho bác con này này. Ok, con này giá chỉ được 1.6 triệu này, nòng đứng nó chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Đặc biệt có van xả áp này, dùng rất là phê nhá.
Con số này giá 1,6 triệu thôi. Ok, tiếp theo con số 4 này. Số 4 này còn đến từ, cũng là đến từ thương hiệu Makita. Con này phiên bản màu xanh. Con này mã của nó là BD400 nhé. Con này 40cc nhé. Con số 4 này thì nó là 40cc, công suất 40cc, nòng 40 ly. Con này lớn hơn con số 3 nhé. Con này thì xài lam, 35, xích là xài xích chung 91. Đấy, có van xả áp nhé. Có van xả áp này các bác này, 40cc luôn, cắt rất là mạnh, cắt rất là phê luôn. Con này cắt gia đình thì có gì phải chê nữa, rất là mạnh luôn nhá. Ok, tiếp theo D4 này. Con này giá chỉ 1,8 triệu thôi, bao ship. Trọng lượng của nó khá là nhẹ nhàng, trọng lượng gần 5 cân. Đó, 40cc thì nó sẽ nặng hơn con này 500g. Rồi, test tổ cho bác nhá. Con này thì giá 1,8 triệu này, để công ty hơi cao một tí nhá. Ok, tiếp theo số 5. Số 5 này cũng là con Makita. Con này thì con này con Dumen nhá, sách Dumen nhá. Con này PS401 này, 401 nhá, rất là đẹp. Con này 40cc luôn. Con này thì rất là đẹp, máy đẹp 95% luôn. Quá đẹp luôn, nóng đứng. Con này cũng có van xả áp nhá, tích hợp van xả áp cho anh em. Và làm 35 xích là xài xích chung 91 nhá, xích đã lên làm con này làm 35 xích chung 91 đã lên xích mới cho anh em nhá, đã lên xích mới này, về cắt cho nó sướng. Làm dòng nhá. Ok. Trọng lượng con này này. Trọng lượng con này là đi 4,8 cân, 4,8 cân. Rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Đó. Đó. Ok, test nổ cho bác đây. Con số 5, ok. Con này thì giá là 1,8 triệu, bao phí ship cho các bác nhé. Rồi, tiếp theo số 6 này. Số 6 là con đến từ thương hiệu Echo. Con này là Echo 331 nhá, Echo 331. Con này là 33cc, nóng 39 ly, dành cho các bác đi cắt keo nhá. Các bác nào hay đi cắt keo ấy, cắt gỗ đường kính tầm con đấy bao tiền anh nhỉ? 40 nhá, 40 thì ok luôn. Cắt cả ngày luôn, thoải mái. Đấy, lam con này lam Echo, lam con này xài xích chuột nhá, xích mini. Xích mini. Con này cắt cực kỳ loại xăng và đặc biệt máy cực kỳ mạnh nhá. Đây, hai ốc giữ lam này, ốc giữ lam nhá. Ok, trọng lượng của máy đây là 5, trọng lượng của nó 5 cân 2. 5 cân 2. Tôi lên lô mới rồi, anh vào mà xem. Đấy. Ok, test nổ con số 6 cho bác nhé. 1,9 triệu bao ship. Con số 7 đây. Số 7 này là con siêu VIP cho anh em luôn, siêu VIP. Còn đến từ thương hiệu Echo 362, 36cc, nòng 40 ly, hệ khai thác nhá. Con này thì cắt cực sướng luôn. Các bác đi cắt gỗ vành 100, 200, 300, đường kính là tầm 450 thoải mái nhá. Con này xẻ thoải mái luôn. Đặc biệt con này thì xài lam này. Có những lam nó, nhân lam của nó lên tới lam 45 luôn nhá. Lam Latin còn rất là đẹp. Đây, các bác nhìn này, lam Latin rất là đẹp nhá, xích xài xích 325 luôn, xích lỡ xích 325 luôn nhá. Con này thì cực kỳ VIP luôn, máy cực kỳ sáng đẹp này. Đây, hai ốc giữ lam nhá. Đây, bộ hơi nó này cực kỳ đẹp luôn, máy zin từ A đến Z luôn. Lô này thì vừa về hàng buổi sáng nhá, chiều dọn lên giới thiệu cho bác luôn. Đó, máy rất là đẹp, quá xuất sắc luôn. Ok, trọng lượng máy này, trọng lượng máy là đi 5 cân rưỡi. Dòng này chạy thì siêu bền, siêu mạnh luôn, siêu loại xăng. Đấy,
7 này, giá là 2.500.000. Rồi tiếp theo, số 8. Số 8 này là có thể nói là siêu phẩm đẹp nhất ngày hôm nay luôn các bác nhá. Siêu phẩm đẹp nhất ngày hôm nay. Con này là 36cc, con này là Echo 361. Đấy, nhưng con này máy rất là đẹp này các bác này. Máy con này đẹp đến 95% luôn. Cực kỳ xuất sắc luôn, các bác nhìn những cái ốc của nó này. Ốc của nó nhá. Đây này, nó còn nguyên luôn. Ốc 7 màu luôn. Quá xuất sắc. Đặc biệt. Con này thì lam của nó này, lam của nó lam 40 nhá, lam 40. Xích là xài xích lỡ 325 lam Latin luôn. Cái những cái này thì em vừa có dọn máy xong. Đấy, thì chỉ cọ lam xích này thì em cọ rửa qua. Đấy. Rất là đẹp, xích còn cực kỳ dày nha các bác nhá, xích zin luôn. Xích cực kỳ dày, xích cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn nhá. Con DI8 này bán anh em giá là 2.600.000, bảo phí ship cho bác nhá. Trọng lượng thì nó như con kia thôi. Đấy, nó là 5.8 nha các bác nhá. Quá đẹp luôn. Test nổ cho bác. Quá xuất sắc luôn. Có bíp. Rồi ok, và cuối cùng ngày hôm nay, cuối cùng ngày hôm nay giới thiệu cho anh em con siêu to khổng lồ. Các bác nào muốn mua con máy trẻ khỏe đấy, rẻ, mạnh, siêu mạnh thì các bác chọn con này nhá, các bác nhá. Con này là con Echo 602 AL VLA đấy, rất là đẹp, chụp giật trợ lực này. Có xả áp nhá, có xả áp các bác nhá, có xả áp nhá. Hai ốc giữ lam. Đặc biệt cái bác nhìn cái lam nó này, riêng cái bộ lam xích này mua, riêng cái bộ lam xích này mua giá thợ các bác mua không dưới 600.000. Đấy. Đấy là em đang nói là giá thợ nhá. Có nhìn lam Latin của nó quá chất lượng luôn. Làm như mới luôn nhá. Đấy. Giá bán lẻ của bộ lam này chắc là rất là cao, đặc biệt cái xích của nó này xích đại nhá, xích đại nha các bác nhá. Xích này xích đại luôn, xích còn rất là dày đẹp. Con này nó còn thắng cả thắng xích cho anh em nhá. Thắng xích đây này các bác nào về mình thích ấy thì mình chế lên cả cái bộ chắn đây cho nó chắc chắn. Đấy thì máy về sau thì em dọn lên em bán vậy các bác nhá. Con này thì van xả áp vào chỗ này đây các bác này, đóng van xả áp khi giật. Đấy, các bác mở van xả áp ra. Con này thì giá 2.200.000, bao phí ship nhá. Ok. Test nổ cho bác. Quá kinh khủng luôn. Ok. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể quan tâm liên hệ số thầu em nhé. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video này.